Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Stiggy đây. Hiện tại để confirm bài của mình đang có, đó chính là 3 thiên thần và 2 thuật sĩ nha. Và mình cũng đang có mặt tại server Việt Nam nha mọi người ơi. Để cùng với anh em tiếp tục một cái story á, đó chính là đấu trường chân lý mùa 5.5 nha. Và đây á, là một cái video mới nha mọi người. Tại vì anh em cứ thấy mình đăng cái mùa cũ á, anh em cứ kêu mình đăng cái video cũ. Nhưng mà đây á, là một cái chế độ mà Riot vừa mở ra để cho mọi người vừa test mùa cũ nè, với một cái cơ chế gọi là hoàn toàn mới luôn á nha. Khi mà vòng đi chợ mới nè, trang bị mới nè, và cái quan trọng nhất là mùa 5.5 đi chung với combo lõi nha mọi người ơi. Cái điều này là chưa từng có trước đó luôn á nha. Rồi, phần quà anh em ơi, liệu đó sẽ là gì đây? Ôi xôi ôi, what the hell. Rồi rồi rồi, siêu phẩm luôn anh em ơi. Đập đồ ngay và luôn nha. Và đó sẽ là nice. Ở ngay R3.3 có luôn combo sẵn sẵn, chảo chảo và chảo sẻn anh em ơi. Và mình đang có luôn á là 5 sẻn và 4 chảo ở ngay rau 3.3 nha. Trời ơi, siêu phẩm đây rồi anh em ơi. Nhức nát hết tức chấm luôn mọi người. Đây mình lên một phát thẳng level 8 luôn nha. Ờ à, đúng rồi, hồi nãy quên bỏ liều này xuống dưới chứ anh em. Sorry mọi người nhiều nha. Tại vì con tướng nào mà cầm cái combo 3 sẻn 3 chảo này á mà nó chết đúng không, nó sẽ không có rớt tiền nữa. Trời ơi tiếc ghê chưa. Quên mất chứ anh em. Mình quên mất là sắp vô trận rồi á, nên bỏ nó xuống dưới ở cái hàng chờ á. Thì thua cũng được nhưng mà nó sẽ chảy tiền liên tục luôn á. Mà thôi ông sao anh em ơi, tầm này mình còn cũng khá khá máu đó. Khi mà còn tới tầng là 23 máu ở cái round này á thì có thể thua nha. Nhưng mà sang cái round sau anh em ơi, khi mà cái lượng tiền nó đủ nhiều rồi á, thì mình sẽ quất một phát thẳng level 10 luôn. Tại vì mọi người cứ tưởng tượng đi, ở tầm đầu ra 3 chấm như này á, người ta cũng đang chỉ mới tầm level 5 hoặc là cao lắm anh em ơi, là level 6 thôi. Còn nếu như mà ai mà tích tiền á, hoặc là xài hết tiền ở tầm này thì là level 7 á, thì là hết đát rồi đó. Còn mình một phát quất lên thẳng level 10 luôn. Và chơi một cái phơm bài full tướng 5 tiền anh em ơi, chắc chắn sẽ là như vậy rồi. Oh my god. Tại vì cổng hiện tại của mình đang chơi á, là cổng vương miện chiến thuật nha mọi người ơi. Nó còn nổ hũ ra cho mình được 3 cái vương miện, nên là 4 cái vương miện luôn. Mình đập đồ hên quá, một cách thần kỳ may mắn nào đó anh em ơi, mình đang có luôn được combo 3 chảo 3 sẻn sẻn chảo các kiểu ở rào 3.3 nha. Oh my god. Rồi lên thẳng level 10 luôn anh em ơi, và đang còn 100 mấy chục tiền ha. Ờ à, đúng rồi, hồi bữa mình đọc bình luận á, có nhiều anh em bình luận ở phía dưới rằng là nếu mà mình mua Timo mà xuống cái mức á, là xuống 10 máu thì sang rau sau á, nó sẽ tiếp tục hồi lại 10 máu cho mình. À, nghe khá là ảo đá nha, để mình thử luôn anh em ơi. Mình đọc bình luận không nhầm á, là khi mọi người nuôi Timo và mua Timo và cho một cái lượng máu á, xuống mốc dưới 10 máu nha, thì sang rau sau á, nó hồi lại lên full 10 máu để cho mình tiếp tục mua được Timo đó. Nghe khá là ảo đá này, mình đến chỗ này mình test thử luôn để xem thử cái tính xác thực của nó là như thế nào anh em ơi. Rồi, lắp đồ cho tướng 5 tiền cho đỡ tốn slot nha. Đây mua hang Timo rồi nha mọi người ơi, và đang còn 11 máu nè, ráng được thêm con đi. Từ từ nha. Ui Garen ra khá là nhiều luôn á. Gwen nữa, Kayle nữa. Ui Gwen ra khá là nhiều anh em ơi. Ui Timo nè, Timo phải mua, phải mua. 5 máu nè, lên không? Lên cái quần què luôn á chứ lên đâu. Nhưng mà thôi sao, cũng lên được cái con Aisan cứ 3 sao rồi nha mọi người ơi. Aisan 3, Volibi, Garen sắp 3 tới nơi luôn rồi nè. Để mình roll nốt nha, đang còn quá là nhiều tiền đi. Ok, Garen sắp 3 luôn anh em ơi. Garen 3, Kayle 3, Viago 3, Gwen, Gwen 3 luôn anh em ơi. Himmerding sắp 3, Volibi sắp 3, Kayle 3 sao mọi người ơi. Ây da, roll không kịp rồi. Ồ, full 3 hết sao quá anh em ơi. Đúng rồi, full 3 rồi đó, full 3 rồi đó. Đủ tướng anh em ơi. Bật mí luôn cho mọi người á, là tại chế độ đấu trường chân lý mùa 5.5 như này á, thì nó sẽ không có cái số lượng giới hạn tướng nha. Không có giới hạn tướng anh em ơi, có nghĩa là mọi người muốn mua được bao nhiêu con tướng á, cũng có cả. Bình thường nếu như mọi người đánh răng đúng không, thì tướng 5 tiền á, nó sẽ giới hạn 9 con, tướng 4 tiền á, nó giới hạn ở 10 con. Nhưng mà tại chế độ này mùa 5.5 thì nó sẽ không có giới hạn tướng anh em ơi. Tướng 5 tiền, tướng 4 tiền là vô hạn luôn. Ai cũng có thể lên được 5 tiền hoặc là 4 tiền 3 sao cái con giống nhau cả. Nên không có cần phải lo khi mà người ta chơi chung tướng với mọi người nha. Tại vì có hết tướng đâu mà lo.
Rồi, full 5 tiền 3 sao luôn ra 3 chấm mọi người ơi. Phải đây. Hồi trước á là mình full 5 tiền 3 sao ra 4 chấm á là mình thấy mình nhanh lắm rồi anh em à. Nhưng mà đây full 5 tiền 3 sao ra 3 chấm. Holy shit. Quá đã anh em ơi, quá đã rồi. Viago này, Aisan này, Rakan, Gwen, Kayle các kiểu, hay mà đinh G 3 sao luôn anh em ơi. Và mình cũng hơi tức khi mà có nhiều anh em bình luận ở phía dưới kêu là khi mà mua Timo xong rồi để cho nó xuống 10 máu thì sang rau sau nó hồ lại cho mình đầy 10 máu anh em ơi để mà nuôi được Timo tiếp. Mình không biết là cơ chế đâu ra nữa, tại vì mình đọc cập nhật là không thấy nha. Mình đọc update á, mình đọc ở cái phiên bản cập nhật anh em ơi, mình không thấy nha. Không biết anh em đào ra nữa hay là anh em tự suy diễn ra nữa anh em ơi, chịu ơi. Mà nếu như mà có thật á, mà nó fit rồi hoặc là nó đã bỏ cái cơ chế đó rồi á, thì mình xin lỗi mọi người nha. Tại vì mình chưa thấy cơ chế đó bao giờ thật. Mặc dù là mình đã chơi bên server BBE luôn rồi nha mọi người ơi. Mình chơi bên đó trước rồi á, mà mình vẫn chưa thấy cơ chế đó, nên không biết là nó fit lúc nào, nó cập nhật là lúc nào nữa anh em ơi, chịu rồi. Nhưng mà ngay cái cơ chế mà xuống dưới 10 máu mà mua được Timo á, xong rồi sang rau sau anh em nó hồi tiếp á, thật sự là cơ chế đó nó khá là ảo quá nha. Tại vì làm cái vụ mà tăng máu vô hạn anh em ơi, đó là vô lý luôn á nha, thật sự luôn. Nếu mà mình cứ làm gì thì mổ ra mình hồi còn gấp 3, gấp 4 lần so với một cái loại kim cương à. Rồi anh em ơi, combo ba cái trang biển sáng luôn nè, vãi trưởng chưa. Đây, lắp luôn cho nó. Gwen này tướng 5 tiền 3 sao và đang có tới tận là combo 3 trang biển sáng mọi người ơi. Và trang bị cực kỳ đẹp luôn á chứ. Găng bảo thạch ánh sáng nè, một cái quyền năng ánh sáng nè, cũng như là một cái mũ phù thủy ánh sáng nha. Quá đã rồi. Tại vì hồi nãy đánh quái đúng không, nó rớt ra cho mình được một cái cục nâng cấp tuyệt phẩm. Nó giúp cho mình biến một cái trang bị trở thành một cái trang bị ánh sáng anh em ơi. Cái lõi thứ ba nó tiếp tục cho mình là một cái kho thần tích, cái lõi kim cương được chọn thêm 1/5 trang bị ánh sáng nữa. Hồi nãy á, khi mà tầm round 3.6 anh em ơi, thì nó sẽ cho mình được lựa chọn thêm 1/5 trang bị ánh sáng nữa nha. Nói chung á, đây là một cái mùa cũ nhưng mà nó sẽ đi chung với rất là nhiều cơ chế mới anh em ơi. Cái cơ chế mới nhất và hay nhất ở cái mùa này á, là khi mọi người ở cái mức là từ 40 máu trở xuống nha, thì anh em sẽ được một cái phần quà siêu to khổng lồ luôn, nhưng mà ngẫu nhiên ở mỗi trận đấu nha. Giả bộ như cái trận trước anh em được một đống tiền, cái trận sau anh em được một đống đồ, cái trận sau nữa mọi người được một đống tướng, còn cái trận này mình được á, đó chính là ba cái vương miện chiến thuật anh em ơi. Mình đập một phát thật sự là bằng một cái cơ duyên nào đó, bằng một cái gọi là ảo thuật nào đó anh em ơi, nó ra được cho tôi luôn là cái combo ba chảo ba sạn ở ngay đầu round 3.3. Trời ơi, mà mình đang tích hơn 1.000 tiền rồi mọi người ơi. Tích nó là quá gớm đi. Mà thật sự là cũng không có biết chơi gì nữa luôn á mọi người à. Không có biết chơi gì nữa luôn á. Hay là cái trò này mình làm thử là bây giờ mình tích từ đây đến cuối game đi, để xem thử được tổng cộng là bao nhiêu tiền nha. Tại vì nãy giờ mình tích cũng được tầm 5 round, 6 round này mời, 6 round. Nếu mà tính luôn cả round quái nha, là mình đang được 1k2 tiền rồi đó. Mình sẽ thử tích từ đây đến cuối game luôn anh em ơi. Mà mình toàn thắng ở nguyên sàn không như này, mà mười mấy slot tướng anh em ơi, thì chắc là trận này kéo dài lắm á nha. Là tới tầm rao 6.5 là hết rồi đó, là hết luôn á mọi người ơi. Nhưng mà đó cũng là một khoảng thời gian rất là dài, tại vì rao 4.5 tới rao 6.5. Mà nếu mình còn kéo dài được qua rao gọi là 7.5 nữa anh em ơi, thì nó quá là bú rồi. Trời ơi, tiền nó nhảy nè. Gwen của mình nó không có bao giờ nó sáng nó không bao giờ là tắt nắng được luôn á mọi người ơi. Nó sáng hoài à, lấp lánh hoài luôn á mọi người. Này chắc là lấy đại 5 tiền về nha mọi người ơi. Ui, con Himbo này nó còn đang cầm luôn xả một cái sẻn vàng nè. Vì là cái trận này mình đang được 6 sẻn anh em à, 6 sẻn 4 chảo vãi trưởng. Quá nhiều rồi, quá đi nhiều chảo nhiều sẻn rồi. À, 6 sẻn 3 chảo chứ. Trời ơi, quá giàu anh em ơi. Thật sự là khi mà mình đã lên full cấp form, cái form mà tướng 5 tiền 3 sao 7 con như thế này, thật sự là
không biết chơi gì nữa luôn rồi đó. Mình nhớ không nhầm thì hồi cái video trước đó là mình đã có làm một cái thử thách về gọi là siêu ảo đá luôn anh em, nhưng mà đã làm được rồi nha. Đây chính là mình nuôi hết tất cả tướng 5 tiền và tướng 4 tiền bay xa ở trong cùng một cái trận đấu anh em ơi. Tướng 5 tiền á, là có 7 con mình nuôi hết luôn rồi đó, không tính đến Timo nha, tại vì Timo nó mùn máu anh em ơi, mà nó cũng không phải là cái vị tướng 5 tiền nữa. 5 tiền á, là những cái vị tướng nào mua được bằng tiền mà móc 5 tiền. Còn Timo mua bằng máu mà 6 máu anh em ơi, nó không có được xếp vào cái danh sách này. Cái video trước là mình có làm luôn là 7 tướng 5 tiền, xong rồi full mười mấy tướng 4 tiền luôn anh em. Tướng 4 tiền mà mình nhớ không nhầm là tầm 12 con hay là 14 con đó nha mọi người. Mà mình full hết luôn, full từ tướng 5 tiền đến tướng 4 tiền luôn mà. Đúng ảo đá luôn ấy chưa. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha, để mình có thể đọc được hết tất cả bình luận của mọi người và thực hiện từng cái một ha. Nói chung thì hồi bữa giờ mình cũng đăng rất là nhiều những cái video về meta nè, thử thách nè, cũng như á là cả đồ dị luôn nha mọi người ơi. Nhưng mà trong mấy ngày gần đây mình cũng sẽ đăng xen kẽ giữa mùa 5.5 cũng như á là cả mùa 12 luôn. Tại vì đây á là một cái mùa mà Riot mở ra cho mọi người trải nghiệm được. Và nó mở rất là lâu, mình nhớ không nhầm mình đọc cái phiên bản cập nhật á, nó phải là mở 5 tuần. Và nó cũng đang có một cái gọi là cái xếp hạng răng á mọi người ơi. Cái xếp hạng để cho mọi người được cộng điểm á, được phần quà nữa. Hồi trước mình nhớ không nhầm Riot cho tới tận là 6 huân chương miễn phí mà Riot bỏ đi. Hơi buồn. Nếu mà Riot cho mấy cái phần quà đó là mỗi móc là thêm được một cái huân chương thì anh em thật sự là quá đã rồi. Đổi bét tím hoặc là sàn tím á, tốn có 10 huy hiệu à, tốn có 10 huân chương à. Mà Riot cho cái chế độ này đánh răng á, đánh xếp hạng nhận phần quà miễn phí á, được 6 cái huân chương. Thì nên là quái lời luôn á, nhưng mà Riot bỏ rồi nha mọi người. Riot thay vào đó là những cái cục và đá pha lê, cũng như á, là cục và kỹ vật. Trời ơi, hơn 2 cái tiền rồi anh em ơi, và mới chỉ ra 4.7 thôi. Đấy, đẹp chưa anh em ơi, con bet hiện tại của mình đang chơi á là bet Gwen hàng hiệu nha. Và mình đang chơi full combo luôn nè. Vừa là Gwen hàng hiệu nha, vừa đi chung với cái sàn Bunny Bonbon và cũng như là trưởng lực hàng hiệu luôn anh em ơi. Cái này đúng VIP luôn rồi đó. Bao VIP anh em ơi, full combo luôn, từ Gwen hàng hiệu, từ sàn hàng hiệu cũng như là trưởng lực hàng hiệu luôn mọi người. Mà khi mà đã full cái combo như này á, thật sự là nhìn nó đã mắt cái thiệt ấy chứ. Tại vì cái sàn này nó khá là nhiều hiệu ứng anh em ơi, nó rất là nhiều hiệu ứng luôn á, cũng như là thêm cái hiệu ứng mà rất tiền nữa. Mặc dù cái máy của mình nó đang rất là mạnh nha, nhưng mà cái lượng FPS nó tụt liên tội. Hồi nãy mình nhớ không nhầm cái lúc lượm tiền kia á, cái máy của mình nó tụt còn có 6 mấy hay 5 mấy anh em ơi. Đấy, bóng qua cái sàn nhà người khác á thì lên được gần 200 FPS. Ui ôi, ông này cũng có đây mọi người ơi. Đồng mô mà. Rồi nhưng mà ông này là chỉ mới bước đầu tập tễnh thôi. Ông này ông đang có cái combo ba chảo ba sẹn rất là trễ mọi người ơi. Mình thì có được ngay đầu rau 3 chấm rồi. Ông này thì phải đầu rau 5 chấm mới có được. Mình đã lên được cái full firm bài 5 tiền 3 sao rồi. Ông này thì vẫn đang bắt đầu lên cấp và bắt đầu roll dần đó. Sao mà kịp nữa bạn ơi. Trời ơi, tiền nó nảy kìa. 2 cái 6 tiền rồi nha mọi người. Cái sàn của mình á, bấm vào coi có 70 mấy à. Nè, bấm qua cái sàn người khác nè. Ôi, nó lên 100 mấy chục liền anh em. Đúng là mấy cái sàn tím anh em ơi. Nói thật luôn với mọi người luôn á nha, mấy cái sàn tím á, nó có mấy cái hiệu ứng gọi là độc nhất. Rất là nặng, nhưng mà được cái là nhìn nó đẹp. Mình thấy nặng nhất đó nha, nặng nhất ở trong tất cả các sàn luôn, đó chính là cái sàn tinh vỏ, nó nặng điên. Cái máy của mình nó rất là mạnh luôn á mọi người ơi, nhưng mà mỗi khi mà chơi cái sàn đó là nó lag cực kỳ luôn. Không hiểu, nó lag điên. Cái sàn tím mà mình thấy lag thứ hai á, đây chính là cái sàn Bunny anh em ơi. Nhưng mà được cái là nó cực kỳ đẹp, nó càng lag á là nó càng đẹp. Tại vì sao? Nó càng lag á là nó có nghĩa là nó có rất là nhiều hiệu ứng luôn. Trời ơi, lượm tiền phát tục xuống còn 49 FPS anh em ơi. Phải trưởng.
hiện tại nó cũng ra một cái sàn mới á, để cho mọi người chơi thử. Đây chính là cái sàn Huyết Nguyệt nha. Cái sàn đó là mình thấy nó khá là ít hiệu ứng anh em ơi, nhưng mà được một cái nó rất là ngầu, nó rất là mang cái màu tối tối một tí á, thích hợp cho anh em mà mình chơi đêm. Còn mọi người nào mà chơi buổi sáng á, mà thích cái độ gọi là vui vẻ sáng sáng á, thì cái sàn Huyết Nguyệt nó lại không có hợp lý chơi lắm nha. Còn anh em nào mà cắm đêm, hoặc là anh em nào mà thích cái âm u á anh em ơi, ngầu ngầu khuôn lòi một tí á, thì cái sàn Huyết Nguyệt là đúng bài luôn rồi đó. Nó vừa tối mà nó vừa có mấy kiểu uống nó cũng ngầu phết đó. Được cái là không nhiều thôi. Trời ơi, mình nhìn cái quả mà gờ quen 3 độ ánh sáng thôi đó nha mọi người ơi, là cũng đủ nát rồi. Trời ơi, hiệu ứng kết liễu tung ra liên tội luôn mọi người. Hiệu ứng kết liễu liên tội luôn. Rồi, và đó là hơn 3 cái tiền rồi á. Wow. Hồi nãy mình nhớ không nhầm á, là ở round 4.3 là mình đang có hơn 1k tiền. Và từ round 4.3 tới round 5.3 là mình đã hơn được 3k tiền rồi mọi người ơi. Cũng khá là nhanh chứ bộ. Nếu như mọi người chưa biết á, thì cái combo 3 xẻng 3 chảo này thì cứ qua mỗi 1 giây nó cho mọi người thêm 5 vàng nha. 1 giây 5 vàng mà một cái trận đấu á, nó kéo dài tầm vài chục giây. Sau một cái thời gian chờ trận đấu nữa nè ơi, cũng thêm vài chục giây nữa. Mà lâu nhất á, vẫn là mấy cái rào đánh quái á. Mấy cái rào thứ nhất á, là chờ đánh quái nè. Đánh quái nè. Và sau khi đánh quái xong nữa anh em ơi. Đấy, nên rất là thích mấy cái rào đánh quái nha. Tại vì nó cho mình một khoảng thời gian rất là lớn để mà thêm một chút tiền anh em ơi. Trời ơi, tiền à, lụm nè, lụm nè, lụm nè. Đấy, nó lát luôn ấy chứ. Nhưng mà được một cái là 3.400 tiền rồi á. Ok, để mình thích. Để mình tích thử nha, tích từ đây đến cuối game luôn để xem được tổng cộng á, là được bao nhiêu tiền nha mọi người ơi. Không biết có lập được kỷ lục không hay không nữa, tại vì đây cái lượng tiền á, là mình nhiều nhất luôn rồi đó. Và nếu như mọi người chưa biết thì trong sáng ngày hôm nay thôi thì Riot đã cập nhật một cái phiên bản mới và có thêm một con bé tím mới rất là đẹp luôn anh em ơi, thật sự là siêu phẩm luôn á. Đó chính là con Orianna T1 nha, cũng như kèm đi chung với đó là Teemo tỷ quỷ nha mọi người ơi. Và con pet mới trước đó nữa là con Katarina học viện chiến binh và cái săn Huyết Nguyệt nữa. Và nếu như mọi người muốn săn em nó với một cái mức giá cực kỳ rẻ luôn, là chỉ có vài cành thôi nha mọi người, với nick có sẵn là 500 kỷ vật cơ, để cho mọi người quay được tới tận là 10 lần ở trong xứ sở kho báu. Mà có vài cành anh em ơi, và cái quan trọng nhất là mọi người mua càng nhiều sẽ càng rẻ. Mọi người mua càng nhiều được tặng thêm rất là nhiều luôn á nha. Nếu như mọi người đã biết thì bây giờ anh em muốn có được 500 kỷ vật á, anh em phải nạp ít nhất vào là gần 300 cành hoặc là hơn 250 đó anh em ơi, cỡ đó. Mà bây giờ nick bên mình 500 kỷ vật, có vài cành anh em ơi, quay được tới tận là 10 lần ở trong sở kho báu nha. Và cực kỳ dễ trúng luôn á. Nên nếu như mọi người nào mà muốn thử một chút á, muốn xem nhân phẩm của mọi người tới đâu, hoặc là muốn test thử con bé tím mới á, thì anh em đừng quên, anh em hãy nhắn tin qua Facebook cho mình, cái để dưới cái phần mô tả nha. Anh em cứ kéo xuống dưới nhắn tin qua cho mình là ok ha. Còn nếu như mọi người không có thời gian để mà đi săn pet nào, hoặc là anh em không có tự tin vào cái nhân phẩm của mình á, thì anh em đừng lo, mình vẫn có nick có sẵn luôn pet tím á. Anh em chỉ cần làm một cái việc đơn giản á, là quất một cái về chơi là xong rồi. Bây giờ là cái thời điểm thật sự là hòn kim luôn anh em ơi, thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa luôn á, để cho mọi người quất một con pet tím về chơi rất là rẻ ha. Anh em nếu mà có thắc mắc hoặc là muốn tư vấn gì thêm á, hoặc là quan tâm, thì anh em cứ nhắn tin qua Facebook cho mình. Mình sẽ cố gắng mình rep cũng như là trả lời mọi người một cách sớm nhất có thể nha. Và có lợi khi mọi người mua bên mình á, thì anh em sẽ được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp một một rất là nhiệt tình. Anh em không hiểu cái gì, anh em cứ nhắn tin qua cho mình sẽ cố gắng mình hỗ trợ trả lời cho mọi người một cách dễ hiểu nhất nha. Mình nhớ là mình cũng đã từng được cái lượng tiền như này, nhưng mà ít hơn rất là nhiều anh em ơi. Với cái quả bức của cái cây thần tài á, bức tầm mười mấy cây anh em ơi. Nhưng mà cái đó là khi mà vào combat á, tên bạn đánh mình mới được tiền. Còn đây á, là không combat, ngồi combat, đánh quái, chờ chọn các kiểu anh em ơi, thì nó vẫn cho mình một cái lượng tiền rất là lớn nha. Cái cây thần tài mình nhớ không nhầm á, là mình lên được tầm ngàn mấy tiền hoặc là 2.000 tiền á, là đã rất là cao rồi anh em ơi. Còn đây á, là gần 4.500 tiền luôn rồi nha. Holy shit, 4.500 tiền rồi anh em ơi, bán luôn. Đây, để xem thử xong cái combat này có được lên gần 5k tiền hay không nè. Round 6.1 anh em ơi, đã phải end game rồi. Giống thua quá à ta, what the hell.
Ủa? 5 tiền 3 sao yếu vậy trời? Ok, hên quá, thắng được rồi này em ơi. Tưởng 5 tiền 3 sao cân tem mà thua chứ, đúng lũng luôn á nha. Và đó sẽ là nhiêu tiền này? Gần 4,6 tiền rồi em ơi. Wow. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.